Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chiều ngày 3 tháng 10, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin với báo chí về clip học sinh thân mật với cô giáo trên bục giảng. Ông Tuấn cho hay, ngay sau khi xuất hiện thông tin về clip nói trên, Sở đã yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh thông tin để báo cáo. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên vào sáng ngày 27 tháng 9 trong tiết dạy môn văn của một nữ giáo viên. Clip được ghi lại trong giờ ra chơi giữa hai tiết dạy văn. Lúc này, cô giáo ở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học sau, có nói chuyện, trêu chọc với học sinh, cử chỉ thể hiện như trong clip trên mạng, ông Tuấn nói. Thông tin xác minh, nữ giáo viên sinh năm 2001 mới ra trường và đăng ký hợp đồng giảng dạy với trường. Qua làm việc cho thấy, cô giáo này hòa đồng, gần gũi với học sinh. Do cô giáo còn trẻ nên kinh nghiệm quản lý học sinh, quản lý lớp học, xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học còn thiếu nghiêm khắc, dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, nhà trường và ngành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin. Theo ông Tuấn, các đơn vị chuyên môn đã làm việc với phụ huynh học sinh, đã trao đổi để phụ huynh học sinh nhìn nhận sự việc là thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến hình ảnh của học sinh, ảnh hưởng đến trường học. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nhà trường đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của nữ giáo viên nói trên để kiểm điểm, ổn định tâm lý. Với học sinh, nhà trường cũng làm việc với gia đình để giúp học sinh nhìn nhận được vấn đề. Phía học sinh cho biết ban đầu chỉ nghĩ là hành vi trêu đùa cô giáo, không nghĩ có những ảnh hưởng không hay. Nhà trường sẽ xem xét hạnh kiểm học sinh theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có những văn bản yêu cầu đảm bảo giữ gìn môi trường sư phạm, giữ gìn văn hóa học đường, ông Tuấn nói thêm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.